cái lúc này dầu tiên phàm, tiên cũng lập thân kỳ này lên nè, phàm là mình rồi ma rồi quỷ súc sanh nè, đều cho lập thân hết, mà ai lập thân thì được tiến lên, mà không thì xuống thành tro bụi luôn, muôn thu. Thì thế mà hôm nay mình rất may mắn kỳ này xả tội, cũng mong rằng tất cả quý ông bà cô bác đó ráng thức tỉnh để rằng là lo tu, rằng mà giữ cái hội Long Hoa để hưởng cuộc đời thụ ơn thánh đức, để bỏ qua nó uổng như lắm. Đây là cái cơ hội này dễ gì mà có, muôn thu mới có một kỳ. Cho nên hôm nay cũng có nhân viên mà được nói lên, thì tôi bây giờ nói thiệt là cũng già rồi, cái bộ nhớ nó cũng ít đó, thành ra cũng trao đổi chút đỉnh mà không gì hơn là bây giờ để kêu nhau để thức tỉnh lo tu chứ không gì nữa. Chứ mình ngủ đã vô lượng lần rồi, cái quả ta bà này đó, bây giờ thức, bây giờ mình lên đây cái đây quay cái già bệnh chết xuống địa ngục, mười cửa ngục khảo tra đánh đập ngày chết đi sống lại cả ngàn lần, cái đầu thai lên chung vô bụng người đàn bà, nằm trong 9 tháng 10 ngày cái sanh ra, cái tập kêu ba kêu má làm thầy làm thợ lấy quê cái già chết. Bởi sĩ Đạt Ta hồi trước ngài đi bốn cửa thành, ngài thấy có bốn cái khổ, cái ngài bỏ ngài vàng điện ngọc vợ đẹp con xin đi đi tìm chân lý giải thoát. Ngài nói cha ta làm vua rồi già cũng bệnh chết, cái ta lên ta làm vua rồi ta cũng già bệnh chết, rồi con ta cũng gì mà tất cả chúng sanh như thế, vì thế mà ngài nghiệm tứ khổ nên ngài trầm đạo. Vậy thì cái lúc ngài đi đi tìm á, là 96 cái đạo tà, không có đạo nào giải thoát. Sao nằm lại năm anh em Kiều Trần Như đó, hành khổ hạnh đó, không ăn không uống gì đó, hành hành sát vậy. Nhưng mà trong lúc đó làm pháp, bởi vì đâu có cái giáo pháp, thành ra mạnh ai nó tìm chân lý giải thoát vậy thôi. Đó, cho nên trên trời thế gì cái ông này cũng có nhân duyên như vậy, thì nhưng mà ông này cũng làm pháp, ông hành như vậy giàu có đắc đạo nữa cũng không độ ai được, mà như vậy cũng không đắc. Bị gì ông ngồi như cục đá vậy đó, trụ tâm không cho nó biết gì trơn á, rồi ngồi đó không ăn không uống gì trơn á, thì có một vị trên trời xuống mới cầm cái đờn ngồi trước mặt á, lên dư cho thiệt thẳng khải cái mục đức, cũng như ông hành sát quá là chết không có được, rồi xả xuống nó dùng quá khải không ra tiếng cũng không được, không tu là cũng không đắc. Cho nên trở lại lên vừa vừa cái khải ra tiếng mà nó có âm thanh, cái ngài ngộ liền trở lại con đường trung đạo. Vậy thì ngài mới trở lại bây giờ ăn. Thì cái lúc đó có một nàng đó sẽ đem bà cái bát sữa cho ngài, tặng cho ngài uống. Thì ngài uống cái ngài nguyện, nếu tôi trở lại con đường trung đạo thì cho tôi uống rồi tôi luyện cái bát này xuống chạy ngược nước để làm tin. Đó ông uống rồi cái ông luyện cái bát xuống dưới nước nó chạy ngược nước, thì ông nói như vậy là đúng, là chánh đúng pháp. Đó thì ngài trở lại, ngài tắm rửa lên, ngài ngồi lại, ngài mở cái tâm ngài ra cho nó biết tất cả. Chứ hồi trước nhốt nó cũng như thế là cục đá ngồi đó nha. Đó thì cái lúc đó ngài mà mở ra thì ngồi lại 49 ngày đó, thì cái lúc đó là hừng mọc lên, trời mọc lên, thì ông nó tỏ ngộ, ông đắc đạo, hiểu thông tất cả. Thì mình giờ cũng vậy, bây giờ mình trở lại có một cái là tâm bình tĩnh rồi pháp huệ, chứ hành quá thì cũng không được, mà không hành thì cũng không được. Thì cái giáo lý của Đức Thầy, Thầy nói cũng là con đường trung đạo, vừa ăn rồi vừa lo tu hành. Cho nên như chỗ đó mà Thầy dạy nó kỹ càng lắm, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn, lời Thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình tâm não góp tôm mà dạy đủ hết trơn, không sót gì đâu. Vậy thì bây giờ mình rất may mắn là được cái ông này, ông rành rồi ông chỉ cho mình để được thực hành, mà thực hành theo đó là kết quả đắc. Dạ ông hai cho con hỏi phần này là trong giảng của thầy có phần có câu là mèo kêu bá tánh lao sao, là bá tánh lao sao là sao đó ông hai? Nói là lao sao đó thì cái này nó khổ mà con. Dạ khổ ha. Thì thường thi cái năm mèo đó, nhưng mà mình không biết mèo nào, nhưng mà nhắc lại nguyên văn thôi. Rồi cái giai đoạn đầu tiên thì ngài ra cái năm Kỷ Mão đó, năm mèo. Thì đó là rồi cái đệ chiến thứ nhất, thứ hai. Rồi bây giờ tới mèo này nữa, nhưng mà không biết mèo này hay là mèo nào. Bởi vì có thấy mèo này cũng dữ lắm đó nghe. Thì tới bây giờ, mình tranh vậy thì đặng thì mình cố gắng tu. Chứ để thôi mình lì đó. Cũng như đứa trẻ mà nó khóc đó, mẹ nó hát hoài, dỗ hoài mình không nín, nó mày không nín, nó kẹ, nó cắn mày à.
Cái đứa con nó sợ nó đánh cái mẹ nó cũng yên. Thì mình giờ cũng vậy, nhờ cái thiên cơ đó mà chúng ta mới sợ. Chứ thôi mình lì dữ lắm. Nó không nằm chèo nuốt này kia rồi nó hang rắn mãng xà, rắn to trên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần này kia đó. Khổ la ngát thú muôn bày rồi đó, lớp ba lớp chạy sau này đa đa ngay mà ngỡ ngang đón đường nó bắt xét tan sát hồn như vậy đó mà còn chưa sợ. Nên giờ nhờ cái đó mà bây giờ mình nói ông Đức Thầy là ông Phật mà ông nói ông kinh nghiệm rồi ông nói là phải có, nhưng mà nó đến không biết bữa nào đây. Thôi bây giờ mình ráng lo tu rồi nghe lời ổng rồi nữa ông ban thưởng cho mình hưởng cái đời kia. Nói thì nó vì chỗ đó mà bây giờ mình ráng cố gắng tu chứ không có thì thì tôi giờ tôi khuyên tất cả cô bác anh chị em nào mà chưa mua vé đó ha, một là phải đăng ký ăn trường. Bởi vì thầy nói chai 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ rồi dắt. Mình đang té nằm đây ông đỡ mình, đứng dậy rồi ông dìu ông dắt mình đi. Rồi đầu tiên là 4 bữa, chứ 3 bữa không được nha. Cái quy tắc của ông Hòa Hảo này phải 4 ngày. Đó. Vì thế mà hôm nay mình chưa có mua vé thì phải ráng mua vé. Chứ để sờ sắm nổ thì mua không có bán nữa đó. Nó bế mạc không có bán nữa. Cũng như bây giờ mà đi lên núi Công Cấm mà không mua vé 20-25 đồng hay là công an không cho vô. Thì nữa chư thần cũng vậy, ta giữ 4 cửa 4 thẻ đó. Mà nếu mình không có mua vé là vô không được. Dạ, chứ khi sắm nổ bên nước ngoài ta nghe không ông hai? Nghe hết luôn hả? Năm châu thế giới nghe hết luôn hả? Bởi vì cái lời của Phật, cái tiếng của Phật, cái việc của Phật là nó đều biết hết. Cũng như ông Phật cũng nói đây chứ ngoài chợ ông cũng nghe nè. Cái lời của Phật là siêu âm tiếng. Nhưng mà ông nói cái này trong kinh nói là thôi, bây giờ nếu mà nói về sấm nổ đó ha. Nhà trường này kia đều sập hết. Ghê vậy? Cái chất nó phá cũng như vậy, cũng như thế mà động đất cái nhà sập vậy đó. Cái chất là núi cấm nổ đó là tối trời tối đất tới 7 ngày 7 đêm. Trong kinh nó thất nhật đê mê đó. Đó thì chừng đó mình hỏi rồi. Chừng đó mà núi Công Cấm nó dở lên ha. Rồi cái thế giới bây giờ số vật nó đang ở trong thế giới nó. Cũng như ông Đức Thầy giao cho ông Lương Văn Tốt làm tổng ma đi xuống khám điều nguyệt đó. Xuống dưới một cái thế giới mà mênh mông đền vua đồ dưới đó. Đó, ngó đầu này tới đầu kia là không thấy. Thì bây giờ khi mà Đức Phật Thầy Tây An xuống mà xuống trần để mà mở ra cái đạo hiếu nghĩa dạy làm người. Bởi vì dục tu tiên đạo muốn dạy cái đạo tu tiên hay tu gì đó thì phải dạy cái đạo làm người trước. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An xuống mở cái đạo hiếu nghĩa là dạy làm người. Nhưng mà thời kỳ đó là thời kỳ của Pháp. Nó không có cho mà đà mở ra dạ, cho nên mới trốn hoài từ bên Tòng Sơn rồi lên trên Tây An Cố Tự rồi lên Sáu Môn rồi kia, rồi vô Ba Chúc này kia, vô Thái Sơn rồi đó, vô tới Ba Chúc này kia, ở trong bằng ruộng này kia đi trốn. Thì cái lúc đó dạy người không có nghe, bởi vì con người lúc đó bế cái pháp chánh nó bế mạc rồi, con người ở núi non thì mê tín dữ lắm, cúng kiến này kia rồi lên xuống này kia dữ lắm. Vì thế mà Đức Thầy nó dạy không được. Cho nên Thầy mới kêu bắt con thú á. Lại mới thuyết pháp. Phật kêu các con thú thì nó rồi quỳ đó rồi Phật thuyết pháp cho nó. Các ngư trước cũng có Phật tánh gì, nhưng mà tại vì các ngư hung dữ quá cho nên làm việc bất lành, cho nên hôm nay phải mang lông đội sừng. Vậy thì kỳ này hạ quân hạ này xả tội. Bây giờ các ngư phải lo tu đi rồi tiến lên. Đó, thành ra vì chỗ đó mà Đức Phật thuyết cái con thú nó nghe, nó quỳ, nó nghe hết thì lúc đó Đức Thầy mới giao Đức Cứu Quản nó xé về giải đỏ đó bằng ngón tay ra đi buộc cổ hết. Bởi vì hồi trước Đức Phật Thầy Tây An cái tấm trần đều là cái tấm giải đỏ. Hồi trước Đức Phật Thầy Tây An là cái giải đỏ trần đều, sau này Đức Thầy mới sửa lại là tấm trần già. Nói vì thế mà cái lúc đó thì cái thú mà tu đó ở bên núi bà mà núi Cấm còn cái núi không tu thì đánh qua bà đội ở thì mấy ông già ở trước nó lâu lâu bển kéo qua đánh lộn với bên này cũng tranh ăn với nhau đó. Thành ra thì chỗ đó mà Đức Thầy mới nói trên năm non dạy dỗ cáo cày. Rồi khi Đức Bình Giáo Chủ xuống trần thế mới ra tay dắt chúng là Đức Thầy sau này xuống dạy mình nè. Thành ra vì thế mà bây giờ nếu mình nói mình không tu thì mình
con vật thì nó nói lại nặng phải không? Vì Đức Thầy có nói rằng thú vật biết tu hành náo nức, người sao chẳng rứt hồng trần, thú vật tu hỏi còn thành. Cũng như hồi trước đắc kỷ này kia là con chồn rồi đó, mấy con chồn trước nó tu cũng thành phần người á. Thì bây giờ mình cũng vậy, cái lúc này là kỳ xã tội mà không tu, mà tu nó rất dễ, mà không tu nó uổng. Vậy là mong rằng tất cả cô bác anh chị em ta rủ nhau để mà thức dậy để mà lo tu đi. Giờ Long Hoa hả ông hai? Thì cái hội Long Hoa này nè. Thì cái hội Long Hoa này cũng như cái đồ mà đây là xuất khẩu, người ta lựa dữ lắm. Lựa nhít tiền này cũng bỏ hết. Phải lựa cái thứ tốt mới được xuất khẩu phải không? Thì lập đầu hội Long Hoa đang coi hiền đức được là bao nhiêu. Hiền mà hiền có đức á. Mà đức gì? Đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xã, biết thương người, mến vật này kia đó. Thành ra chỗ đó mà bây giờ nó cũng dễ chứ đâu có khói đâu. Thành ra bây giờ mình không làm nó cũng đó. Mà còn có lúc nữa nó làm đặng hưởng liền đi. Là, bây giờ nó kế bên rồi thiệt. Nếu mà qua kinh giảng thì bị gì Đức Thầy nói ngày vui tươi cũng đào lúa bóng. Cũng như đó mà mẹ mình đi chợ đó, cái mình ở nhà mình trong má chợ gì có quà có bánh không, giờ mình thấy dạng dạng gì là mừng. Thì Đức Thầy đi rồi đó, dạy khỏi ta bà thì Thầy đã trở lại đăng rồi, Thầy làm cái bổn phận đó. Để khi nào Thầy mới trở lại ông hai? Chừng nào Thầy mới trở lại ông hai? Cái đó thì không khẳng định như được, mình nói là nó lộ thiên cơ không mà. Mà cái câu này có thể là ngày Đức Thầy trở lại nè. Thầy nói là nhìn thấy đổi thay qua các máy chim cơ, mỗi phút mỗi thay nẻo cận si như thể tới ba đường dinh dục mỗi mai một lát. Thì bây giờ tới giờ đó là Thầy xuất hiện không là biết không hai? Thầy con giờ ông cho nói bốn câu đó không? Bây giờ có cách gì? Đức Thầy có nói ngày Thầy trở về đấy ha, một là bệnh chết dữ lắm. Bây giờ trước có giao trên mấy cái ông già trên tổ đình đó, nó sắm luôn mấy đầm đi. Đó rồi chừng nữa ha, bệnh á cũng như thời kỳ Thầy xuống là ôn dịch chết. Đầu trên quánh mỏ sắm dưới la làng, chôn không kịp, có nhà chết hết trơn rồi đốt có nhà luôn. Thầy bây giờ cứu không ạ? Thì ngộ khi mà Đức Thật cái tiên mà ra đời đó ha, thì cái khổ lắm. À, vậy thì Thầy về ra thì cái chuyện nó đến như vậy đó. Nào chết không cho kịp Thầy mới về ha. Thành ra nhưng mà Thầy về một cái nghe đất á trời ô gian lừng này. Chấn động hết trơn á. Cho nên về chỗ đó mà bây giờ mình ráng lập thân đi nữa Thầy về. Vì Thầy có dặn Đức ông đó. Nó không cả sau này tôi vắng tín đồ. Nhưng mà tôi dặn ông có một cái nghe. Sao mà tôi về đó là tôi về tại đây là cái bộ ngựa hồi trước ở chỗ mà thờ con Năm rồi này kia đó, chỗ đó một lần có cái bộ ngựa gõ đó, thì ngồi trên bộ ngựa đó Thầy gõ đó. Rồi bây giờ thì dỡ cái bộ ngựa rồi để thờ con Năm của tôi rồi này kia đó. Thành ra rồi sau thời gian đó thì Đức Thầy kêu ông cả mới hỏi ông cả hôm đó tôi dặn ông cái gì ông nhớ không, thì ông cả ông nói nhiều chuyện quá là tôi đâu có nhớ cái gì đâu, mới mới đây mà ông quên rồi. Bây giờ tôi dặn lên nghe, sau này tôi cũng xa vắng tín đồ thời gian lâu, nhưng mà khi tôi về đó tôi về tại đây nè nghe, gõ gõ mọi người. À, tại tổ đình không? Ờ, tại tổ đình. Tại vì chừng nào Thầy lại gia trung đó, gia là nhà, trung là giữa nhà. Chứ đừng có nghe tôi ở dưới bến hay là sân hè, không được. Mà có nhiều người rồi. Giống Thầy và cũng không tin luôn. À, về, về ở trước cửa, rồi về ở sân hè nữa. Là có mấy cái ông một lần đó mà nói ra đụng chạm thôi, giờ nói sơ qua vậy thôi. 1, 2, 3, 4 rồi đó ha. Đó, thành ra chỗ đó mà bây giờ đó ha, để được ngày Thầy về được rồi, chứ đừng có nghe nói Thầy về ngoài, Thầy về ngoài cái sắn thì chạy ra ngoài, đừng có chạy. Bởi vì cái chuyện mà cút bắt đó, đó mà thầy nói thôi giờ cút Thầy bắt mà lặng dưới đã đời thì vỗ một nước nổi lên cái trăng đó, Thầy khỏi có bắt đâu đó. Rồi đến chừng đó rồi giờ Thầy cút mấy trò bác, Thầy lặng một cái rồi mất tiêu luôn. Ông nào ông nấy khóc luôn. Rồi ra đời nhà Thầy đi xuống đó. Cho nên Thầy cũng muốn nói rằng đây là đừng có kiếm Thầy, để Thầy kiếm mình chứ đừng có kiếm. Đó là ý nghĩa của Thầy quá. Đó cũng là cái mẫu chuyện để cho chúng ta tin tưởng. Cho nên bây giờ thôi mình dễ gì gặp ông Phật, mà bây giờ đã gặp ông Phật, Đức Thầy là ông Phật rồi. Ông lãnh năm sắc định xuống đây rồi ông dạy cho mình dễ dễ ăn dễ ở này kia đủ, không còn thiếu gì trơn á. Rồi bây giờ còn thiếu gì nó đi kiếm đâu nữa mất công. Đó, thành ra thôi một đời một đạo đến ngày chung thân đó. Bây giờ nếu mà một đời một đạo thì sau này
thầy về thầy ban thưởng cho. Còn nếu mà mình nó nghe lời ông này nghe ông kia đó hen, thì mình nghe lời người khác thì cái điều này nó sai ạ. Bởi vì ông ba ông có nói, ông bà thấy rồi, ông nói lầm lầm tà đạo thì nhân hư bất dụng, cái người mà lầm tà đạo không có xài nha. Nói cho nên bây giờ một đời một đạo, nó một ông thầy thôi, chứ thầy nói nó đứa hai lòng sao chẳng hổ ngư, đáng thù thẹn với cây cùng cỏ. Cái cây cỏ mà nếu mà cái cỏ cái heo nó cũng trổ bông cái heo, mà cái bông cây lục bình nó trâu tới trâu lui cũng trổ bông lục bình, mà con người mà hai lòng thua cây cỏ. Vì thế mà bây giờ mình được đức thầy lòng nghi Phật thôi, bây giờ quy với ông này là một đủ rồi. Vậy đi, thì theo con nghĩ là ở tổ đình là cũng có sư hằng trấn giữ nhiều các đạo tài, nhưng không ai dám mà vô sân khi khơi là hay về đâu hết ông hai. Vậy thì sân khi khơi bị bẻ cổ liền, đi vòng vòng chứ đâu dám vô đó. Vậy nếu mà vô đó rồi coi chư thần ta cũng giữ hết chứ đâu dễ gì. Dạ. Cho bây giờ ông hai nghĩ gì con hai? Tôi nghĩ là cái lễ 18 tháng 5 đó, mà bây giờ đó như vậy là tới ngày lễ mà xe mà không cho xe qua mà người ta đi thì chen không lọt á, mà tới chừng mà nữa lúc thầy về như vậy người ta có đông như vậy không ông hai? Nó đông còn hơn nữa theo đúng không? Nhưng xong đi. Rồi nhưng mà có cái vậy nè. Nhưng có cái này, bị hồi nãy có nói một câu rồi đó. Mờ phần hết bảy còn có ba, rồi hết hai còn một, tới ngày thầy về không còn nhiêu đâu. Cho nên gì chỗ đó mà mình sợ nó lạc tùm lum hết trơn. Tôi thấy bây giờ chạy tùm lum hết trơn, kiểu như một tỷ mà còn có 100 gì đó. Ừ, bởi vì tôi cũng kinh nghiệm ở đây, hồi trước cũng hòa hảo không à, nhưng mà sao cái ông này lên sưng cái chạy theo, ông kia sưng cái chạy theo, chạy cũng mất. Rồi bây giờ đến đầu Phật giáo thống nhất cũng vậy nữa. Bây giờ dẫn đi ra chùa Hoằng Pháp mà cái đầu cũng có đi theo. Thành ra chỗ đó tôi thấy như vậy là chạy đi kiếm, nhưng mà rốt cuộc mình không có nên thân. Bây giờ nội giáo lý của Đức Thầy bây giờ nè, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, lục căn, lục trần, ngũ quẩn, ngũ hương, thập tâm ma môn, hoằng diệt nè, lục căn, lục trần đó. Nó thầy dạy đủ hết, đâu có thiếu chỗ nào đâu. Trong các kinh không thầy? Mà thầy rút là nói tiếng Việt Nam cho mình nghe dễ ợt nữa. Yeah. Lấy cái nước cốt cho mình xài mà giờ không chịu xài, đi xài nước giảo không. Thành ra không thấy không? Thành ra về chỗ đó mà mình thấy giờ nói nó đụng chạm cô bác, chứ thật ra bây giờ mình thấy tu từ đó giờ có ai thành đâu. Yeah. Bởi vì bên kia pháp chánh nó bế rồi, lục phổ huệ năng với sư thường tú tranh nhau là bế mạc, không có tiền nữa. Đó, cho nên tất cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành, bởi vì tu nó không có chánh. Vì đạo Phật là đạo vô vi, mà bây giờ làm cứng không à, tu mà ham cho được giàu sang với quyền trước là tu vô thế, mà bây giờ mình thấy có tu có ông nào cũng giàu hết á. Thành ra vì chỗ đó mà nói nếu cái người xuất gia là phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Chứ giả dối mà mang sắc áo, thành ra mình thấy hơi giả dối nhiều. Chứ cái tu thiệt thì ít. Cho nên bây giờ tôi nói tín đồ Phật giáo hòa hảo này mình dễ lắm. Bây giờ Đức Thầy nói sốt sắng lo làm ăn rồi lo tu huyền, mình tu ở tại nhà. Cái nhà của mình là cái chùa đó, cũng ba ngôi, nhưng mà lại cái chùa người ta sắm đục kiểu này kia, người ta làm trang trí và đèn này kia, cái mình lại khen cái chống lại hoài phải không. Còn cái nhà mình tại sao mình không sắm, sắm đồ kiểu này kia, đồ đẹp đi, cái rồi mình nói mình ông chủ chùa đó, thì mình tu cũng mình là ông chủ chùa, mình làm cái chùa cho mình cho đẹp, rồi mình cố gắng công phu hành đạo. Vậy thì khi mà Đức Thầy nó mở cái đạo rồi, thầy nói toàn thể trong đạo của ta hạng tại gia, học Phật rồi tu nhân, học lời của Phật nhưng mà tu nhân đạo. Mà bây giờ tu nhân đạo là gì? Bây giờ tu nhân là bây giờ có bốn cái ân, mà bốn cái ăn bây giờ mình khỏi có phải trả, mà trả bằng lý rồi, chứ không phải sức thân ra trả. Nó bây giờ sớm chiều cúng lại đó là trả bốn cái ăn đó, thành ra mình trả nó rất là gọn gàng phải không. Mà không làm được thì cái điều mình hơi uổng. Hay cho ông hỏi phần này là con có nghe trong sấm giảng là một cù lao sập trước làm đầu mã long ứng ngự ra đầu quan thiên là gì vậy ông hai? Thì cái đó là muốn nói ông Năm Chèo à. Dạ, ông Năm Chèo ha. Tại vì ông ra ông nằm đó, xuống đó ông,
ông Đình Tây ông nói bây giờ nếu mà ngư mà chưa có tới thời kỳ thì ngư phải ẩn chỗ nào đó lo tu đi, chứ đừng có làm vậy. Nếu mà ngư làm vậy thì ta dùng bố bối bắt ngư, nó thành ra nó cũng nghe lời ông, cho nên nó trầm xuống đó nó tu. Yeah. Nó tu rồi bây giờ nổi lên cái cồn vậy đó. Nhưng mà chừng theo trong kinh nói nha, yeah, chừng mà sấm nổ nó giật mình, cũng như cái đánh chuông rồi đó, chùa mà đánh chuông rồi thì mình thức dậy, thì ông Năm này ông cũng thức dậy, ông dùng mình là một cù lao sụp trước làm đầu. Yeah. Thì mỗi làng á, thì trong cái bản đồ á, thì có nói như vậy, nói sau này đó, đua nhau mà chạy đất cài đó, sấm nhau mà chạy đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng sai, là tại vì đất là miên là thổ, yeah, đất là thổ. Mà có nói câu nói rằng tầng ban hậu hận tiêu diêu động, yeah, thì chừng đó miên nó dậy lên cái miên đó hả? Mà nó dậy đó ha, là nó đi thẳng đường bên đây nè, bị đi đường liền đâu qua sông được. Đường nào mà ông hai nó rõ thì từ ở trên mà thì từ ở trên Nam Giang á đi xuống rẻ đó, phải không? Đi xuống tỉnh biên thì xuống đây nè đất liền, còn qua bên sông bển có cái sông cá là nó cũng qua sông, ví dụ vậy. Châu Đốc và Châu Phú Thượng, Châu Phú Hạ đó. Vậy thì bây giờ miên này nó có số nợ với Trà Vinh á, nó thành ra đây nó đi xuống đó, thì nó xuống nó lấn mình đi vậy đó. Bởi vì cái hận hồi trước là mình cũng ông cha mình chiếm đất này là của miên nè, đó là mình cũng bị tàu này kia đó rồi mới lấn chạy vô này. Đó, thành ra ông cha mình lấn chứ cũng như tầm bót chắc là đau mặt dân này kia bỏ ót đồ đó là cũng miên không tiếng này. Với ông hai tôi hỏi là thằng hai miên nó yếu hơn mình mà sao dám đánh mình đâu ông hai, thì thấy chứ cái thời kỳ nó vậy mà biết đâu. Yeah. Cái đó cái lực của trời không biết được, cũng như mình thấy cái kỳ rồi mở ba chút đó. Yeah. Nó dậy lên chết cũng mênh mông. Yeah. Thì cái lực của trời cái việc thiên cơ đã định rồi, thì chừng đó nó đi xuống cái đi vậy đó ha, thì mình đây mới chạy qua sông. Yeah. Chạy qua sông đây thì mình đi qua bên sông nó nói tổng định hòa người tới dãy đầy thiền chèo mát nước rồi tới rài kiến ngang là qua phía bển, là qua bên sông bển thì chạy nó miên. Thì miên ở đây đi trước chứ, nhưng mà đi là nó chết lần chừng sau nó trở lại là ngồi không gấp giáp gốc lông dồ đó, đó là nó cũng chết. Nhưng mà khi mà mỗi lần tôi coi rung quái đó thì nói vậy đó, thì bây giờ tổng định hòa rồi tới dãy đầy thiền chèo mát nước tới rài kiến an là qua bển, hoặc là tổng định hòa dựng cờ chiêu an thì qua đó là cái đời nó sắp đến rồi đó. Yeah. Thì qua bển rồi đó ha, thì bắt đầu cái cồn nó rung rinh là chư thần biểu về trở về hôm nay đó. Thì cái lúc đó mới đuổi mình trở về hôm nay đó, mà trở về bên này là thì cái lúc đó là ông Năm Chẹo nổi lên mới đi ngang ông Năm Chẹo đó. Yeah. Cái ý hồi trước có cái bản đồ người ta nói vậy đó, thì mình cũng thành ra bây giờ đó thì chừng mà đi về bên này, về bên này